Ngồi du thuyền đi Philippines, còn là ngày mai xuất phát nữa phải không? Lẽ ra tôi định nói với mọi người sáng nay rồi, nhưng lại không biết là thuyền của bạn khi nào mới khởi hành. Tự nhiên bạn của tôi nói là ngày mai phải khởi hành, tuy là có hơi gấp. Tốt hơn là ngồi máy bay ngồi lúc nào cũng được mà. Ý, không gấp không gấp, hành lý cũng chuẩn bị xong hết rồi, đi ngay bây giờ cũng được đó. Nè, không ngờ ba người đẹp tụi mình đó chưa bao giờ được đi du lịch. Lần này là chuyến đi đầu tiên mà được đi du thuyền nữa. Đúng, đúng đó. Nói cho hàng xóm nghe chắc là cũng nở đi vậy luôn. Má, thực ra con cảm thấy không khỏe lắm. Hay là giờ ngày khác đi. Con có sao con bị sốt không con? Sao vậy? Hay là lát nữa đi khám bệnh đi, nghỉ ngơi một đêm xem thế nào rồi hẳn quyết định. Quang Hiếc à, chạy đi. Chuyện gì vậy? Chạy đi Quang Hiếc à, đi. Chạy đi. Mọi người chạy đi. Chạy đi. Mọi người đó là ai vậy? Tại sao lại muốn giết ba? Đừng hỏi nhiều quá. Chúng ta suýt chút nữa là mất mạng rồi. Tại sao tới nước này mà ba vẫn không chịu nói thật cho con biết chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba đâu phải là muốn đi du lịch với mọi người. Ba muốn đưa mọi người trốn tránh kẻ thù đó có phải không hả? Là gì vậy? Với tờ đất phát triển đất Đông Bắc Tân Giới đi. Thứ mà tôi cần đâu rồi? Đi thôi. Dưới đầu của ông có trong một bình khí oxy. Nửa tiếng sau, Đinh sẽ tới cứu ông. Sao rồi, không sao chứ, hả? Chưa có chết được. Uống miếng nước đi. Ồ, cảm ơn con. Anh có chắc làm Hy Di không nghi ngờ? Tôi định núi theo dõi, hay là anh diễn kịch hết toàn tập? Anh nghĩ cô ta không nghi ngờ đâu. Quan trọng nhất là giấy tờ đất ở trên tay của anh. Bước kế tiếp nên làm sao đây? Nếu đám chú bác trong xã đoàn biết được anh giết chết Quan Hỷ Kha, nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Yên tâm đi, cậu cứ nói với các chú bác là tôi bỏ trốn tới Hà Lan. Lăn lộn thì ai cũng chỉ vì tiền thôi. Cậu cho họ chút ít lợi, bọn họ sẽ im miệng. Ở đây tạm thời an toàn, Quan Hỷ Kha cứ tạm thời trốn ở đây trước. Đến tới lúc tôi liên lạc được với cấp trên, sẽ sắp xếp ông tới một nơi an toàn hơn. Còn về Lâm Hy Di, hãy có đầy đủ bằng chứng tôi sẽ lập tức hành động. Tới lúc đó ông hãy làm nhân chứng để chỉ tội cô ta. Yên tâm đi, bà làm nhiều chuyện xấu như vậy rồi, cũng đã tới lúc nên làm một chuyện tốt. Mọi người ai cũng biết Quan Hỷ Kha đã rời khỏi Hồng Kông. Đây là giấy tờ đất ở Đông Bắc Tân Giới. Trước khi ổng đi đã sang tên cho tôi. Sau này kế hoạch phát triển của khu đất đó tạm thời do tôi phụ trách. Còn nữa, bây giờ Hồng Anh xã mất đi người cầm đầu, tôi đề nghị bầu chọn trưởng quản mới. Bảo Xít, Quan Hỷ đi rồi hay là chết rồi? Tôi nhận được tin anh tìm người giết ảnh đó, nhanh vậy đã đề nghị bầu trưởng quản mới, làm như vậy có đúng không? Là ai loan tin đồn bậy bạ, kêu hắn tới tìm tôi? Tôi không hổ thẹn với lòng. Lúc Quan Hỷ làm trưởng quản cũng đều nhờ Bảo Xít thôi. Thành tích của Bảo Xít mọi người cũng đã biết hết rồi mà. Quan Hỷ đã từng kiếm tiền cho Hồng Anh, đúng không? Từ sau khi con trai ảnh mất, cả người ảnh đều như mất hồn mất vía. Ngay cả khu đất trong kế hoạch ở Đông Bắc cũng lơ lơ là là. Nè, cái này đều là tiền đó. Tôi chọn Bảo Xít. Được rồi, Bảo Xít luôn. Cảm ơn mọi người đã xem trọng tôi như vậy. Tôi tuyệt đối không để cho mọi người phải thất vọng. Khu đất Đông Bắc sẽ sớm được dỗ neo. Từ đây về sau,
Có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Hai chữ Hồng Anh sẽ là hai chữ nổi tiếng khắp Hồng Kông này. Được. Buông ra đi. Seven, anh chưa chết sao? Thằng phản bội như mày đương nhiên muốn tao chết rồi. Nói mau, Quan Hỷ Ca có phải là do mày giết không hả? Nói. Anh bình tĩnh lên. Quan Hỷ Ca không sao hết. Không sao? Mày gặp ai hả? Là thật đó. Quan Hỷ Ca muốn bỏ trốn bị ông Tống phát hiện được, nên chúng tôi cùng giao diễn một vở kịch. Tôi thực sự không có giết ông ấy. Quan Hỷ Ca đang ở một nơi an toàn, là khi nào bớt sóng gió tôi sẽ đưa ông ra khỏi Hồng Kông. Mày muốn gặp ai hả? Anh không tin. Tự mình nghe đi. Bảo xét cả có chuyện gì? Quan Hỷ Ca, anh thật sự chưa chết sao? Em là Sai Phiên nè. Sai Phiên, cậu không sao chứ? Em không sao. Em còn tưởng Bảo xét gạt em nữa. Là tôi liên lụy cậu rồi. Đừng nói vậy mà. Quan trọng nhất là anh bình an vô sự. Chỉ có mình cô thôi sao? Bảo xếp để về Hồng Anh giao phó một số việc với anh em tới trễ một chút. Xếp trác không sao thì tốt quá rồi. Lần này không sao toàn nhờ Bảo xếp. Nếu như không có cậu ấy ngăn cản Lâm Hy Di vào phút cuối, tôi nghĩ là bây giờ tôi đã đi tìm sếp Khang rồi. Đây gọi là ông trời có mắt. Có câu tài không thể thắng chính. Nếu như sếp Quách như vậy mà cũng được tự do ngoài pháp luật thì còn gì là công lý. Bây giờ nội bộ cảnh sát đã mất đi một mối nguy lớn. Cục trưởng cũng đã hứa sẽ khôi phục thân phận cho mọi người. Mọi người có thể chọn quay về làm cảnh sát hoặc là tiếp tục làm nội gián. Sếp trác, thực ra giờ có phục chức hay không không quan trọng. Lúc đầu tôi chỉ sợ Hân hiểu lầm. Còn bây giờ điều quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng cảm thấy vậy. Mọi người đã làm nhiều việc hy sinh nhiều như vậy, bây giờ bỏ cuộc là không đáng. Bảo xếp bây giờ là trưởng quản. Cái đám chú bác đó đều nghe theo ba người. Muốn xóa bỏ cái ủ này dễ như trở bàn tay. Thực ra Lâm Hy Di mới là con cọp lớn đứng sau bức màn. Con người này không hề đơn giản. Làm những chuyện phạm pháp mà không dúng tay vào, không bắt được cô ta, có xóa sổ bao nhiêu cũng vô dụng. Thì đó, cho dù không có Hồng Anh, cô ta cũng chi tiền ra lệnh cho trưởng quản của xã đàn khác làm việc thôi. Cô hại chết nhiều người như vậy, nhất định không thể tha cho cổ. Người này thận trọng vô cùng, muốn buộc tội cô ta không dễ chút nào. Cô Lâm có việc cần tìm anh.